Sau phụ tùng Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt có được vài món đồ của Dream Thám giới thiệu cho anh em. Thứ nhất là một bộ dàn áo full luôn, đầy đủ các chi tiết luôn. Thứ hai là một cái thùng xăng. Thứ ba là một bộ phục trước và chặng 3. Thứ tư là một cái cây gấp của Dream Thái zin heo xe. Thứ năm là một cái bộ ghi đông cùng ha, và một cái yên, thì cái yên đấy, yên lô rồi. Thì và một cái cả yên sau. Đấy, thì anh em coi hết cái clip này giúp cho Đạt. Trong clip này thì Đạt sẽ báo giá là cực kỳ rẻ cho anh em luôn ha, nên là anh em yên tâm. Nói chung ấy, là khả năng là cái dàn đồ này mình lên thì nó sẽ hết chỉ trong đâu đó khoảng 10 phút thôi mình sẽ bán hết. Cho nên là anh em phải tranh thủ ha. Anh em là mà cần cảm thấy mà cái món nó mình ưng mà chốt ngay. Tại vì tránh cái trường hợp là anh em chờ rồi anh em gọi cho Đạt xong anh em hẹn rồi một hồi đã bán cho người khác mất. Cho nên là anh em cứ phải tranh thủ ha. Rồi, ok. Thì không dài dòng nữa, đầu tiên báo giá trước cho anh em cái dàn áo luôn. Dàn áo đầy đủ các chi tiết, tem zin, đầy đủ chóa đèn, vằn đèn, dàn áo, tem, nẹp sườn, mắt mèo, đèn trước, đèn xi nhan, đèn đuôi, đầy đủ tặng thêm cho anh em học bình, học yên và lườn nước luôn. Mức giá của nó là 1.800.000 nha anh em nha, nghe không có lộn đâu. Đầy đủ mặt nạ luôn, không có đồng hồ nha, đồng hồ sẽ bán riêng, rất là rẻ. Thì đây, đầu tiên là coi cho em chóa đèn trước nè. Chóa đèn zin heo xe nha anh em nha. Đây, chóa đèn zin heo xe. Đó, bao ok nha. Anh em nào muốn thì anh em gỡ cái chụp này ra, anh em vệ sinh phía trong này là sạch sẽ luôn. Tại vì Đạt lười á, lười không vệ sinh luôn. Rồi, đây, vằn đèn zin này anh em. Vằn đèn zin heo xe nha. Vằn đèn zin heo xe nha anh em nha. Rồi, để không sang qua bên. Đây, bờ cổ này. Bờ cổ zin này không bị bể nha anh em nha. Đấy, không bể nha. Ok chưa? Đấy, không bể nứt gì nha anh em nha. Đúng zin nha anh em. Rồi. Đây, hai cặp tai phục. Tai phục thì đẹp khỏi bàn rồi. Tai phục đẹp nha. Sơn zin hết nha anh em nha. Bộ này là sơn zin tem zin nha. Wow, cốp này đẹp dữ à. Trời cái cốp này. Cái cốp này tính là bán cái cốp này không 5-700 rồi anh em. Cốp bên này thì tem không đẹp bằng cốp bên kia nè. Đúng một cặp nha. Đúng một cặp cốp zin nha anh em nha. Cốp zin hết. Tem zin hết. Đây. Tem zin luôn, tem cốp zin luôn nè. Đấy. Đây. Bộ trên này anh em. Bộ trên này, bộ trên thì nó hơi bạc màu nha anh em nha. Nó bạc màu rồi. Đây, đồng hồ zin luôn này. Anh em lấy đồng hồ thì liên hệ luôn, đồng hồ bán này 700 thôi, bao xài nha. Mặt nạ đẹp nè. Đây, mặt nạ ok ngon lành nha. Nạ đẹp hết nha, đèn keng. Rồi. Tặng cho này có lưỡi trâu luôn. Đâu rồi, đuôi nè. Em nhìn đi, đuôi là không gãy một bát nào luôn, kinh chưa? Đây, đuôi là không gãy bát nào luôn này, hai này, bốn này, không gãy bát nào luôn, hai dưới là sáu này, nhìn thế này, không gãy bát nào luôn nha anh em nha. Đó, đuôi đẹp luôn nha, ghê không? Chỉ có điều chỗ này nó hơi nứt sơn nè, thì về anh em sơn lại thôi. Đó, dè đẹp luôn, dè zin nha, dè zin đát nè, đó, nha. Dè zin nè, lỗ này không lụng gãy luôn nè, đuôi đẹp, đầu đẹp nè, chưa? Cái này mà không lấy nó dàn áo này mà không lấy là thôi chứ, 1.800.000 quá rẻ luôn. Cái này không lấy là thôi chứ. Nẹp sườn thì mất tem rồi, nẹp sườn mất tem nha, đơn giản này thì em tem lại thôi. Đây này, đèn xi nhan zin luôn này, quên nãy quên nói đèn xi nhan, xi nhan zin luôn nha. Đây đèn xi nhan đây, zin này, chưa? Mã này, anh nhớ không? Quá rẻ luôn em, dàn áo này 1.800.000 phải nói là quá rẻ luôn. Yên này là yên lô nha anh em nha, yên Việt Nam thôi. Còn đẹp, form đẹp nha. Đó. Bán cả yên, cả bát yên. Bát này cho anh em luôn, bát yên này. Bát yên còn đẹp lắm nha anh em nha. Và bát yên đẹp chưa? Bán cho anh em yên, bát yên với lại bát sau luôn. 200 thôi. Quá rẻ quá nó cho anh em mua về xài luôn. Yên bao đẹp nha, không có rắt nha. Yên đẹp không rắt nha anh em nha. 200.000 thôi. Đó, không có xe lẻ nha anh em nha, yên với bát ăn chung 200 rẻ lắm rồi, không bớt nữa đâu. Dây điện sườn nè, coi dây điện sườn có đẹp không. Dây điện sườn này ok nha anh em, tạm tạm thôi. Bán nha em cộng dây điện sườn này 150.000 nha, bán rẻ thôi. Dây điện sườn thì còn nguyên ok nhưng mà không được quá đẹp đâu anh em, nhưng mà Đạt bán nhanh cho anh em luôn 150.000 luôn nha. Cho anh em về xài dây Dream Thái nha, đúng dây Dream Thái nha, dây super nha, dây Dream Thái á. Rồi tiếp theo là thùng xăng. Anh em nhớ nha, là cái dàn áo này là tặng kèm mắt mèo, học bình, học yên, lườn nước và cái lưỡi trâu luôn nha. Đấy, đây thùng xăng đây.
Hộp xăng này cũng ok lắm nè nè. Hộp xăng này còn ok lắm. Còn lưng rồi. Ồ, lưng đẹp nha nè. Lưng đẹp luôn, không có bị lộn đâu nha. Không bị lộn đâu nha. Hộp xăng này đặt bán như là mức giá là bao nhiêu đây ta? Hộp xăng này đặt bán như là mức giá là 350 thôi. Bán đại thì định bán 500, bán 350 rồi cho nha. Này không muốn là thôi. Cái này là tại vì mình chưa có đánh bóng nha. Đây nè, cho anh em coi nè. Nước nó vô hả, nó đã đẹp rồi nè, chứ đừng nói mà đánh bóng. À thấy không, nước vô là thấy nó keng rồi nè. Cái này mà đánh bóng là lên tới nái luôn á. Cái nắp xăng nó cỡ này mà anh em hiểu rồi. Đúng không ạ, thấy nắp xăng không? Cái nắp xăng cho bạn khè này thấy không? Anh em biết cũng không phải dạng vừa đâu. Bán 350 thôi, này không mua là khỏi tiếc nối rồi anh em ơi. Càng yên nè. Mình coi càng yên, thứ nhất là phải coi có nó cái mục luôn đấy. Không nha anh em, càng yên không mục nha. Càng yên này thì hình thức còn trung bình thôi anh em. Hình thức còn trung bình có chày nha. Đây chày miếng nè. Đây chày miếng nè, đây chày miếng nè. Bán nha anh em càng yên này 200 ngàn thôi. Ai lấy thì liên hệ nha. Bao đúng càng yên rim Thái Duy nha. Rồi. Tiếp theo. Giả não rồi, yên rồi, thùng xăng rồi, dây điện rồi, càng yên rồi, đồng hồ 700 nha. Đồng hồ đấy thì anh em thích thì mình thay mặt kính mới cho bán cho anh em 1.050.000 nè. Là cái gắp nè, gắp này là cho anh em vừa chơi nè. Gắp đẹp nha anh em. Gắp đẹp nha. Không có lụng nha. Cam kết không lụng nha anh em. Gắp này đặt bán nha mức giá 1.200.000 thôi. Bao rẻ luôn rồi. Giá này là không mua được thôi chứ. Đây. Gắp đi Thái Duy theo xe này ai bán 1.200.000 đâu anh em. Đặt bán thì cho ai bán 1.200.000 đây bát nè. Bát còn trắng nhắt luôn nè. Chưa. Tem còn luôn nha. Tem zin còn luôn. Ghê chưa? Đó. À. Gắp đẹp nha anh em, không có xấu nha. Gắp là gắp đẹp á. Gắp này là gắp ok đó anh em. Bao không một lộn nha. Đấy, giá cho anh em 1.200.000 thôi. Cao su gác chân là gác chân, là gác chân zin luôn nè. Thấy không? Cái cục gác chân sau là gác chân zin luôn nha. Đó. Bao giá cho anh em 1.200.000 thôi, quá rẻ luôn. Phục trước chặng 3 này anh em ơi. Để coi thử cái chặng 3 coi. Chặng 3 này còn ok nha. Chặng 3 còn ok. À, phục thì như phục này phục sơn lại rồi nè, nhìn là biết rồi. Nhìn là biết phục này sơn lại rồi. Phục này phục sơn lại rồi nè. Bán cho anh em phục vào chặng 3 này mức giá là 800 rồi nha. Bao phục zin ti đẹp nè, thấy không? Ti đẹp nha. Thôi bán cho anh em mức thôi 800 rẻ lắm, không bớt được nữa đâu anh em ơi. Phục chặng 3 điểm Thái mà giá 800 gì nó đâu bớt, cái này sơn sẵn rồi. Về gắn lên thôi, sơn này nó cũng đẹp lắm anh em, nó có chạy chạy đâu nên là mình nhìn là mình không biết nó là sơn lại đâu. Có ai để ý kỹ mới biết thôi. Nói chung là phục đẹp lắm, bán cho anh em 800. Không bớt được nữa đâu anh em ơi. Tại cái chặng 3 điểm Thái này đẹp mà. Cái chặng 3 này không đã bán 500 rồi. Hôm nay cặp phục bán 300 đúng không? Rồi. Nên là phục chặng 3 là bán 800 nha, không bớt nha, không xé lẻ luôn. Giá đó rẻ quá rồi, ai mua được nhanh thì mua thôi. Và cuối cùng là ghi đông cùng. Ghi đông cùng nha anh em. Ghi đông nha. Ghi đông cùng là món cuối. Đây. Ghi đông cùng này anh em ha. Thì ghi đông cùng này cũng hình thức là gọi là tương đối thôi anh em, không quá đẹp nhưng mà giá sẽ rẻ cho anh em. Đây HLP này. Gì này. Đây. Cùng này nó cũng hơi bạc màu đó anh em. Nhưng mà mình phục hồi nhựa là ok. Đó, ghi đông cùng đầy đủ cho anh em nha, sọ khỉ đầy đủ cho anh em. Sọ khỉ còn ok nha. Bán cho anh em ghi đông cùng sọ khỉ này bán giá 700 thôi. Má giá gì rẻ dữ ta. Ghi đông cùng này là zin hết nha, chứ không có làm lại gì đâu nha anh em nha. Cái này anh em hết thì anh em về anh em mua nút đề star của Đạt anh em bỏ vô là xong. Bao đẹp luôn. Dây giác nguyên này anh em thấy không? Không có đứt nổ nha, bán 700 thôi. Giá này mà không mua mua giá nào nữa anh em, đúng không ạ? Quá rẻ luôn nha. Đó, bán cho anh em ghi đông cục là 700 thôi. Quá ok luôn. Rẻ quá rồi đó. Cái này không thể rẻ hơn được đâu. Bao lên xe thoải mái nha anh em. Sử dụng ngon lành cành đào nha. Rồi. Vậy là đã giới thiệu xong cho anh em cái dàn đồ này rồi. Thì anh em nào mà chúng ta ưng món nào thì anh em nhất món đó. Cam kết cho anh em đồ chuẩn. Đặc biệt là cái dàn áo này rất là đẹp. Không có gãy bát luôn. Anh em thấy ha. Dè không gãy bát. Đuôi sau không gãy bát là anh em biết rồi. Hai cái tai phục cũng không gãy nha anh em nha. Bợ cổ đẹp, hai cái cốp đẹp không gãy càng nha. Nói chung là ok lắm. Về là với lại nó đầy đủ anh em. Về là chỉ có việc xài thôi. Giá thì con này quá rẻ rồi. Cho nên là anh em nào cần thì liên hệ tranh thủ nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Và hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Anh em chốt nhanh để còn nha anh em nha. Tại vì cái giá hôm nay mình đưa lên cho anh em là giá phải nói là quá rẻ rồi. Cho nên là rất là nhanh bán hết. Thì anh em chúng ta tranh thủ nha. Ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.